Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ghostudo. Hôm nay mình sẽ nói đến một chủ đề hết sức là nhức nhối, đấy là vấn nạn cướp đơn khi bán hàng online. Bán hàng trên Facebook thì càng ngày càng khó khăn, quảng cáo ra comment đã khó, chốt được đơn hàng thành công lại càng khó hơn. Thế nhưng khi khách hàng comment để lại thông tin trên fanpage mà bạn chưa kịp check thì đối thủ đã gọi trước cho khách để chốt đơn rồi. Mình không có cách nào để ngăn cản việc họ cướp đơn, nhưng mình có giải pháp để khiến họ không có cơ hội để làm việc đó nữa. Và tính năng bán hàng tự động chốt đơn ngay trên live của Ghostudo chính là một giải pháp dành cho bạn. Khi sử dụng tính năng này để live stream thì khách hàng chỉ cần comment đúng cú pháp, fanpage của bạn sẽ tự động gửi tin nhắn chốt đơn đến cho khách hàng. Và cách làm như thế nào thì hãy cùng theo dõi nhé. Bước 1. Vào web ghostudo.co, đăng nhập tài khoản Ghostudo của bạn. Bước 2. Vào mục bán hàng, nhấn thêm sản phẩm để thêm sản phẩm muốn bán trên live stream vào. Nhập tên sản phẩm. Thêm ảnh minh họa, ở đây bạn có thể thêm tối đa 8 ảnh. Nhập mã sản phẩm, chọn danh mục, nhập số lượng, giá bán, đơn vị tiền tệ có thể chọn là Việt Nam đồng hoặc là USD. Ở tin nhắn đặt hàng trong livestream, bạn có thể ghi thêm, ví dụ như bạn vui lòng để lại số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhé. Sau khi đã cài đặt xong, nhấn áp dụng. Bước 3, nhấn tạo livestream để tạo dự án mới. Hoặc lựa chọn một dự án bạn đã tạo trước đó bằng cách nhấn vào mục dự án của bạn. Sau đó nhấn dấu cộng, chọn bán hàng, danh sách sản phẩm và nhấn chọn sản phẩm bạn muốn bán. Chỉnh sửa cấu hình hiển thị ở bên phải màn hình điều khiển. Để hiển thị danh sách những người đặt hàng thành công, nhấn dấu cộng, chọn bán hàng, nhấn chọn danh sách đơn hàng. Bây giờ mình sẽ tạo like và cùng xem kết quả nhé. Livestream đã tạo xong, thử comment đặt hàng theo cú pháp trên livestream nhé. Mã sản phẩm, khoảng trống, số lượng. Như các bạn đã thấy, page đã ngay lập tức inbox chốt đơn. Đặt mua bao nhiêu cái thì hệ thống sẽ tính được tổng tiền luôn cho bạn. Vừa đỡ mất thời gian vừa tránh được vấn nạn cướp đơn, một mũi tên trúng hai đích đúng không ạ? Quay trở lại màn hình điều khiển GoPro, nếu bạn không muốn đơn được tự động xác nhận mà cần xem xét thêm thì bạn nhấn vào mục đặt hàng ở đây và bỏ chọn phần tự động xác nhận. Giờ nếu muốn chốt đơn cho ai thì bạn cần nhấn vào nút tích xanh này nhé. Còn nếu không muốn bán thì bạn không cần tích vào đâu hết. Khi nhấn vào dấu X đỏ có nghĩa là bạn từ chối bán và tin nhắn đặt hàng đó sẽ không hiển thị nữa. Và đó là về tính năng bán hàng, giải pháp tuyệt vời chấm dứt ngay tình trạng cướp đơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhấn like và subscribe kênh YouTube của Ghostudo để nhận thông báo cho những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.